đến với kênh Nhà đẹp Tân Á. Mình là Bích Nga đến từ phòng truyền thông của Tân Á. Và hôm nay Bích Nga sẽ dẫn các bạn đến tham quan thực tế căn nhà được Tân Á thiết kế và thi công cho gia đình chú Thanh tại Nam Đàn, Nghệ An. Di chuyển từ bên ngoài cổng vào, chúng ta sẽ nhìn thấy hai trụ cột ở cổng được thiết kế vuông vức và khỏe khoắn. Dưới chân cột được ốp đá nhằm tạo sự khang trang cũng như là đồ sộ cho căn biệt thự. Còn cổng chính thì ở đây chúng ta có nhìn thấy không ạ? Cổng thì được làm bằng cổng mạ đồng đúc rất là chắc chắn và sang trọng, tạo nên sự đẳng cấp cho gia chủ. Đặc biệt ở trên đây thì được khắc một tấm phù điêu nhằm tạo mã đáo thành công cho gia chủ. Và bây giờ chúng ta hãy tiến vào khuôn viên vườn bên trong để cùng khám phá các bạn nhé. Sân vườn của gia đình chú Thanh được thiết kế với diện tích rất là rộng rãi. Sân thì được lát bằng gạch chống trơn để nhằm đảm bảo an toàn cho tất cả các thành viên trong gia đình chú trong khi di chuyển và đi lại sẽ được dễ dàng và thuận tiện hơn. Với hệ thống cây xanh được trồng xung quanh ngôi nhà rất là nhiều, từ cây xanh đến các loài cây rau do gia chủ trồng nhằm tạo không gian trong lành, mát mẻ cũng như là không gian sống hài hòa hơn với thiên nhiên. Phía bên phải ngôi nhà thì được thiết kế thêm một sảnh phụ để giúp cho gia đình chú Thanh cũng như là các thành viên trong gia đình có thể thuận tiện cho nhu cầu đi lại sân rửa cũng như là khu vực đằng sau bếp. Ngôi nhà của gia đình chú Thanh với diện tích là hơn 300m², được thiết kế theo lối kiến trúc hiện đại và bao bọc bởi phía trên là hệ mái Nhật có độ dốc vừa phải, giúp thoát nước về mùa mưa rất là tốt và chống nóng vào mùa hè. Di chuyển từ sân vào đến sảnh thì được thiết kế bậc ngũ cấp, được ốp bằng đá granite, giúp cho ngôi nhà luôn được cao ráo và thông thoáng hơn. Hai trụ cột ở tiền sảnh được thiết kế vuông vức, khỏe khoắn, dưới chân cột được ốp đá granite nhằm tạo nên sự khang trang cũng như là cân bằng được giữa phần đế, phần thân và phần mái cho ngôi nhà, tạo sự bền vững hơn cho ngôi nhà hơn. Ở phía bên đây thì được thiết kế thêm một gara để giúp gia đình có thể để thuận tiện trong nhu cầu để các phương tiện đi lại như là xe máy hoặc là ô tô. Và đặc biệt ở khu vực bên này thì cũng có thêm một sảnh phụ nữa để cho tất cả các thành viên có thể di chuyển thuận tiện hơn. Cửa chính của ngôi nhà chú Thanh được thiết kế là cửa gỗ lim Nam Phi kết hợp với khung pano kính. Loại cửa này thì tạo không gian riêng tư cho gia chủ, đặc biệt là chống công vênh, mối mọt rất là tốt. Khu vực tầng 1 của gia đình chú Thanh được thiết kế gồm có một phòng khách, một phòng bếp cộng ăn, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh và một sân rửa. Và đây là không gian phòng khách của gia đình chú Thanh với diện tích là 25m². Phòng khách được xem là bộ mặt của gia chủ cho nên là gia đình chú Thanh đã rất là chú trọng trong việc thiết kế các trang thiết bị nội thất ở trong khu vực này. Với bộ bàn ghế được làm bằng chất liệu da kết hợp với gỗ nhằm tạo nên sự sang trọng và bắt mắt hơn cho căn phòng. Đặc biệt là Bích Nga rất là thích ở đây là căn nhà của gia đình chú Thanh có hai bình lục bình rất là to lớn nhằm tạo nên sự khang trang cho phòng khách hơn. Khu vực kệ TV được thiết kế khá là đơn giản nhưng cũng tạo sự thuận tiện trong nhu cầu sử dụng cho mọi người. Và khu vực phòng khách này thì Bích Nga rất là thích bởi vì là ở đây được gia đình chú Thanh bố trí thiết kế một bức tranh được làm bằng đá thạch anh, lớp rất là lung linh và rực rỡ. Trần nhà của gia đình chú Thanh thì được làm bằng chất liệu trần thạch cao kết hợp với hệ thống đèn LED âm trần giúp cho phòng khách luôn được lung linh và lộng lẫy. Và đặc biệt là có một chiếc quạt, ngoài chức năng là làm mát thì nó còn có một chức năng nữa là giúp chiếu sáng cho căn phòng. Tiến vào khu vực bếp cộng ăn của gia đình chú Thanh được thiết kế tương đối là tiện nghi. Khu vực tủ
Tủ bếp thì được làm bằng chất liệu gỗ cao cấp, giúp dễ vệ sinh và lau chùi hơn. Và bàn bếp thì được làm bằng chất liệu đá granite, giúp bền đẹp theo thời gian và dễ vệ sinh lau chùi trong quá trình sử dụng. Và đặc biệt khu vực bếp này thì Bích Nga chắc chắn rằng là chị em chúng mình rất là yêu thích. Bởi vì tại khu vực này thì chị em chúng mình có thể tạo ra những bữa ăn ngon cho những người thân yêu trong gia đình của mình. Này là phòng ngủ master của gia đình, được thiết kế với diện tích là hơn 20m². Ở đây được trang bị đầy đủ các thiết bị tiện nghi để giúp cho mỗi thành viên cảm thấy thư thái và thoải mái nhất khi trở về căn nhà thân yêu của mình. Đặc biệt là phòng ngủ này rất tiện nghi khi được thiết kế một nhà vệ sinh khép kín để giúp cho mỗi thành viên có thể thuận tiện cho nhu cầu sinh hoạt cũng như là đi lại. Khu vực cuối nhà thì được bố trí một nhà vệ sinh ngăn cách giữa nhà tắm riêng và nhà vệ sinh riêng. Tầng 1 cũng được bố trí thêm một phòng ngủ nữa nhưng chưa được gia chủ đưa vào sử dụng. Dưới chân cầu thang thì được bố trí tối đa diện tích với một tủ. Chúng ta hãy cùng nhau di chuyển lên khu vực tầng 2 của gia đình chú Thanh các bạn nhé. Lên đến đây thì Bích Nga rất ấn tượng bởi vì bức tường này được làm bằng đá rất là đẹp nhằm tạo ấn tượng và nổi bật hơn cho căn nhà. Và đặc biệt là khu vực này thì được thiết kế thêm một cửa sổ giúp cho ngôi nhà lấy được ánh sáng tốt hơn. Tầng 2 của gia đình chủ Thanh được thiết kế một không gian sinh hoạt chung, một phòng thờ, hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh chung ở khu vực cuối nhà và đặc biệt là một sân phơi và một ban công nữa. Khu vực ban công được thiết kế giúp cho gia chủ có thể đón khí trời và đón gió được tốt hơn. Đặc biệt là hệ cửa thì được làm bằng chất liệu nhôm kính sinh pha cao cấp. Chất liệu này thì cực kỳ bền đẹp và hấp thu tối đa ánh sáng của tự nhiên vào bên trong nội thất của ngôi nhà. Phòng thờ của gia đình được thiết kế với diện tích là hơn 10m², được đặt ở vị trí trang trọng và trang nghiêm nhất nhằm thể hiện sự tôn kính của con cháu đối với tổ tiên. Phòng ngủ này được thiết kế với diện tích là 14,5m². Ở đây thì được trang bị đầy đủ các thiết bị tiện nghi để giúp cho mỗi thành viên cảm thấy thư thái và thoải mái khi trở về căn nhà của mình. Phòng ngủ này thì được thiết kế với diện tích là 15,5m², với đầy đủ các trang thiết bị nội thất như là tủ quần áo, giường, bàn trang điểm, đặc biệt là có một bộ bàn ghế để giúp cho thành viên có thể dễ dàng trong nhu cầu làm việc. Và một khu vực vệ sinh chung được đặt ở vị trí cuối nhà. Khu vực sân phơi của gia đình chú Thanh được bố trí với diện tích khá là rộng lớn, bao bọc xung quanh là hệ thống kính cường lực. Loại kính này thì giúp cho ngôi nhà có thể phô bày được vẻ đẹp vốn có của mình mà không bị che khuất bởi bất cứ vị trí nào. Và đặc biệt đứng ở khu vực này thì mỗi thành viên trong gia đình chú Thanh có thể hít thở được không khí trong lành vào những buổi sớm mai. Thực ra gia đình chủ thì trong lúc làm ở nhà thì thật sự rất cảm ơn cái đội ngũ của Tân ạ đã giúp thiết kế cho chủ với nhà, là gia đình rất là hài lòng và rất cảm ơn đội ngũ bên công ty Tân ạ. Vừa tham khảo thực tế căn nhà của gia đình chú Thanh tại Nam Đàn, Nghệ An được Tân Á thiết kế và thi công. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà thì hãy đừng ngần ngại nhấc máy hoặc để lại bình luận bên dưới video để chúng tôi tư vấn miễn phí cho các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.